Mở cửa cho anh em ơi. Sao lại đóng cửa thế? Em đi rửa bánh cho con mà. Hả? Thử thách khách tư giờ á? Khách tư giờ cái gì? Như hôm qua em đã nói á. Anh có biết khách tư giờ là gì đâu? Cho anh khách tư giờ làm kia đốc á, nấu ăn á. Đâu mở cửa. Thế cô bảo mình đang nghĩ gì? Anh không biết nấu ăn và làm kia đốc đấy. Buồn đi vệ sinh rồi đấy, khả năng mình phải gọi cửa vợ mình xem vợ mình có cho mở cửa trong vòng khoảng 5-10 phút để mình đi vệ sinh không. Còn không cho thì mình tuyên bố mình đứng mình cẩu thẳng vào đây. What the hell?